Con trăn hung ác. Sao hôm nay chẳng bắt được con cua, con ốc nào thế này nhỉ? Hình như là cá. Con cá này chắc to lắm đây. Cứu, cứu tôi với. Cứu ơi, chẳng ai có thể cứu được bà đâu. Trời ơi, mẹ, mẹ kìa. Phải làm sao hả em? Con trăn kia, thả mẹ ta ra mau. Hai người ở đâu chạy đến đây mà dám đòi ta thả bà ấy ra? Bà ấy là mẹ của chúng tôi. Mẹ người ơi, thả bà ấy ra cũng được, nhưng mẹ cô dám đến quấy nhiễu vùng nước cô ta. Bây giờ nếu một trong hai người đồng ý lấy ta thì bà ấy sẽ được sống. Bằng không, ta không thể lấy con trăn xấu xí kia được. Lấy nó coi như đời ta chấm hết. Nếu ngài đồng ý tha cho mẹ và chị tôi thì tôi sẽ đồng ý lấy ngài làm chồng. Được, nàng hãy theo ta về hang nào. Mẹ và chị hãy giữ gìn sức khỏe. Con đi đi. Lành, Lành ơi, em hãy đưa trăn đi ra khỏi đây mau. Người hãy giết ta đi. Chẳng còn mẹ và chị nữa thì ta sống còn ý nghĩa gì? Nàng là một cô gái tốt, có tấm lòng nhân hậu. Vì mẹ mà hy sinh bản thân mình thì làm sao ta nỡ làm điều có lỗi với nàng. Hơn nữa, chính tấm lòng nhân hậu của nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Lời nguyền ư? Đúng vậy, ta vốn là con của Thủy Tề, bị con quỷ ám lời nguyền biến thành trăn. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi một cô gái đồng ý lấy ta làm chồng. Nàng chính là ân nhân cứu mạng của đời ta. Vậy là chàng là người hóa thành trăn ư? Thiếp cứ tưởng số mình đã tận. Xin lỗi vì ta đã làm nàng hoảng sợ. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân tình của nàng. Ta nguyện chở che và bảo vệ nàng đến cuối đời. Chàng uống chén nước cho đỡ khát. Ta xin. Nàng xem này, chỉ còn mái nữa là xong rồi. Chàng thử xem có vừa không? Vừa vặn quá, cảm ơn nàng. Ngày mai ta sẽ đưa nàng về thăm mẹ và chị nhé. Chàng trai và cô gái sống bên nhau hạnh phúc. Mẹ ơi, chị Liễu ơi. Lành, là con đấy có phải không? Ơn trời con tôi còn sống. Con có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải làm vợ của con trăn hung ác ấy. Mẹ ơi, con vẫn bình an vô sự cơ mà. Mẹ xem, con đưa ai về nữa nè. Cậu này là... Không biết con Lành kiếm đâu ra anh chàng tuấn tú như vậy cơ chứ. Số nó thật may mắn. Mẹ ơi, đây chính là con trăn đã cuốn mẹ ở dưới sông đó. Chàng chính là con của Thủy Tề, phải chịu lời nguyền biến thành trăn. Chính con đã hóa giải lời nguyền ấy để giúp chàng trở lại hình hài con người. Vậy ra đó là con của Thủy Tề ư? Thế mà mẹ cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại con nữa. Đúng là ở hiền gặp lành. Tưởng gì, chỉ là con của Thủy Tề thôi mà có gì to tát đâu. Rồi ta sẽ kiếm được một chàng cao quý và tuấn tú gấp 10 lần. Lúc ấy xem ai hơn ai nha. Đi mấy ngày trời mà chẳng tìm được con trăn nào cả. Anh Trăn ơi, tôi đã được nghe mọi người nói về sự tài giỏi của anh. Tôi rất ngưỡng mộ và muốn lấy anh làm chồng. Không biết anh có đồng ý lấy tôi không? Ai chà chà, có con mồi ngon quá. Đau quá, bỏ ta ra. Mau biến thành người đi. Người nói cái gì? Ta là trăn, ta đói, ta muốn ăn thịt, hiểu chưa? Không, bỏ ta ra. Con trăn kia, thả cô gái ấy ra mau. Cứu, cứu tôi với. Ngươi đừng hòng cứu được cô ta. Hãy đi mau, nếu không đừng trách ta vô tình. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nhưng sao ngươi biết ta ở đây mà tới?
Mẹ và Lành không thấy chị ở nhà, rất lo lắng nên nhờ tôi đi tìm giúp. May mà tôi đến kịp, không thì... Tôi có lỗi với mẹ, có lỗi với Lành. Chính sự ghen tị của tôi đã đẩy tôi đến cớ sự này. Bây giờ cũng chưa muộn để làm lại mọi thứ, rồi chị sẽ gặp được một chàng trai tốt. Thôi, để tôi đưa chị về, kẻo cả nhà mong. Từ đó, cô gái hiếu thảo và người chồng trăng khôi ngô sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chú chó Tu Ma. Sao nó loạng choạng như say rượu thế Liên? Mắt nó mờ lắm. Tớ cho nó đi khám bác sĩ thú y rồi. Bác sĩ kết luận nó nhìn hơi xa một chút là mờ ảo, không thấy gì. Như chứng cận thị ở người ấy. Nó cận khéo nặng hơn tớ. Thật thế à? Lần đầu tớ nghe chó bị cận đấy. Ừ, trước nó nhanh nhẹn lắm, thế mà gần đây đâm thế đấy. Ngoan quá này, nó thấy tớ đi với cậu nên không cắn gì này. Có khi vì nó không nhìn rõ cậu nên tưởng cái na em tớ ấy. Nói thế, dù nó không nhìn rõ nhưng giống chó khôn lắm. Nó nhớ được hơi người nữa đấy. Mong nó sớm hồi phục. Từ hồi nuôi chó đến giờ, tớ quý nhất là con Tu Ma này đấy. Đồ mất rồi. Liên ơi, ra mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Con có cất bộ áo da hôm qua mẹ mới mua cho ba con không? Dạ không có. Thế thì trộm lấy mất rồi. Trời ạ, bộ áo đắt lắm. Chán ghê cơ. Nhà có con chó mà cũng như không ấy. Mẹ tính không nuôi con Tu Ma này nữa đâu. Mẹ đừng giận mà, để con dạy nó lại. Tu Ma, ra ngoài đi, mẹ biết là mày chết chắc đấy. Ra đi, lát nữa bạn tao sang chơi, rồi tao dắt đi dạo nha. Lại là con Tu Ma. Dạ, con... Con biết không, đây là chiếc bình kỷ niệm bà ngoại tặng mẹ. Mẹ giữ nó đã mấy chục năm rồi đấy. Lần này thì mẹ quyết định bán nó nha. Con đừng có xin nuôi nó thêm nữa. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tu Ma ơi, tao phải làm sao bây giờ? Tiên ơi, có chuyện gì vậy? Mẹ tớ bắt bán con Tu Ma rồi. Cậu để tớ nuôi Tu Ma cho. Ba mẹ tớ dễ tính lắm, tớ sẽ chăm sóc cho nó. Được vậy thì tốt quá. Không phải bán con Tu Ma đi, tớ biết ơn cậu lắm. Không có gì đâu mà, tớ cũng rất yêu chó. Tu Ma à, cố lên nha, tao thương mày lắm đó. Mấy tháng sau, Tu Ma, mày đấy sao? Liên đấy à, vào đây cậu. Mình sắm mấy chậu cây rồi dạy con Tu Ma lần theo dấu cây mà đi đấy. Vì làm kính cận cho nó khó lắm, cặp kính cận nó đang đeo đôi khi vẫn bị mờ. Cũng phải mất gần 2 tháng thì nó đi thạo và không bị loạn choạng nữa. Mình đã xin phép ba mẹ sắp xếp lại phòng khách đấy Liên ạ. Để đồ đơn giản, để Tu Ma không bị va chạm. Lúc này tớ thấy xấu hổ quá An à. Tớ đã chỉ biết than khóc mà không tìm ra được giải pháp gì giúp cho Tu Ma. Tu Ma vẫn nhớ cậu đấy. Cậu có muốn mang nó về không? Giờ thì nó ổn rồi. Mẹ tớ không cho nuôi chó nữa rồi. Cậu là người chủ mới tuyệt vời của nó, người đã kiên trì giúp Tu Ma bằng trái tim yêu thương dành cho một người bạn thật sự. Tớ sẽ chăm sóc nó, cậu đừng buồn nhé. Tu Ma vẫn luôn nhớ cậu mà.
Con nhà giàu. Ông à, tình hình kinh doanh của công ty thế nào rồi không? Công việc kinh doanh nhìn chung vẫn ổn. Thế sao ông có vẻ lo lắng vậy? Tôi đang lo đến thằng Quân kia. Thằng bé cũng đã sắp tốt nghiệp rồi. Không biết là sau này sẽ như thế nào đây. Thằng bé rất yêu âm nhạc. Có lẽ chúng ta phải giúp đỡ nó chứ. Phải cho nó một nền tảng thật tốt để vững bước vào tương lai. Thế nào hả Quân? Cậu thấy kế hoạch đó của chúng ta ổn chứ? Ổn cậu à? Tất nhiên là ổn rồi. Tớ tin là rồi chúng ta sẽ cho ra mắt một ban nhạc nổi tiếng và được khán giả nhiệt liệt chào đón cho mà xem. Ừ, tớ cũng hy vọng vậy. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải huy động được vốn để thành lập ban nhạc, tiền sắm dụng cụ và quảng cáo nữa. Không phải ít đâu nha. Việc ấy thì khỏi lo. Mình nhớ rồi. Quên mất, cậu có bố là triệu phú cơ mà. Chắc là khó khăn của bọn mình, bố cậu phải tay một cái là xong ngay. Khoản vốn thì cứ để mình lo nhé. Cậu lo các mục khác đi. May quá, cảm ơn cậu. Thế là mình trút được gánh nặng này rồi. Bố rất tiếc, nhưng trong kinh doanh, bố có nguyên tắc của mình. Không thể cho vay nợ một cách tùy tiện được. Nhưng con là con của bố cơ mà. Thế thì khác gì đâu cơ chứ. Số tiền đó có thấm gì so với số tài sản mà bố đang có cơ chứ. Phải, nhưng để có được nó, bố đã phải đổ mồ hôi nước mắt của mình để có được. Thôi, ta thống nhất không nói chuyện này nữa nha. Bố mệt cần phải đi nghỉ ngơi đây. Ông, nó là con trai của ông mà. Sao ông lại nói chuyện với con lạnh lùng hơn cả người ngoài thế hả? Tôi có nguyên tắc của mình và không gì có thể phá vỡ được nguyên tắc ấy. Nguyên tắc? Cái nguyên tắc của bố cao hơn cả tình bố con hay sao? Con nghĩ thế nào thì tùy con. Nếu con có bản lĩnh thì hãy tự lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình, thay vì ngồi đó mà chờ sự giúp đỡ của người khác. Bố... Con không ngờ bố lại có thể đối xử với người con duy nhất của mình như vậy được. Nếu con có bản lĩnh thì hãy tự lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình, thay vì ngồi đó mà chờ sự giúp đỡ của người khác. Tuyển nhân viên chạy bàn, lương 3 triệu một tháng làm theo ca. Hay là mình xin vào đây làm. Trước hết phải có đủ tiền mà trang trải cuộc sống trước đã. Được. Mình sẽ chứng minh cho bố thấy, nếu không có sự chu cấp của bố, mình vẫn có thể tồn tại được. Dạ, của quý khách đây à? Sao giờ này mà nhạc công vẫn chưa đến nhỉ? Dạ, có chuyện gì thế à? Đến giờ biểu diễn cho khách rồi, mà nhạc công mới báo là không thể đến được, chết thực. Thưa anh, em có thể lên đàn thay nghệ sĩ. Có thật là cậu có thể làm được chứ? Vâng, trước đây em cũng học về nghệ thuật ạ. Những bài hát trong list danh sách kia, em có thể đàn được ạ. Thế thì tốt quá, cậu giúp tôi thì còn gì bằng. Hay quá, hay quá. Không ngờ cậu lại đàn hay thế. Thậm chí còn hay hơn cả nhạc công của chúng tôi đấy. Thôi, từ giờ cậu kiêm luôn biểu diễn cho chúng tôi đi nhé. Chúng tôi sẽ trả cậu mức lương hậu hĩnh hơn 5 lần mức lương chạy bàn hiện tại. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vậy là trong 2 năm cần cù làm việc, chúng ta cũng đã kiếm và vay mượn đủ số tiền để có thể thành lập được ban nhạc của mình rồi. Ôi, tuyệt quá! Tớ thật khâm phục cậu đấy. Từ một cậu ấm mà cậu có thể lăn lộn tự kiếm tiền sinh sống và có thể dành dụm được một món kha khá để chúng ta thực hiện được ước mơ. Nhưng đúng là thực tế cuộc sống chính là trường đại học tốt nhất.
quãng thời gian biểu diễn ở quán cà phê đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Kính thưa quý vị, xin mời đến với tiết mục biểu diễn độc đáo của nhóm nhạc Marine mới thành lập thưa quý vị. Khá lắm con trai, bố tự hào về con. Bố, con cảm ơn bố. Bà nội. Con gái, con chuẩn bị xong chưa? Để ba đưa đi học, không ba lại muộn làm mất. Con xong rồi ạ. Anh đưa con đi sau nhé, em muộn làm mất rồi, em đi trước nha. Nhanh lên con gái. Mẹ ngồi xuống nghỉ chút đã, đi đường xa chắc là mệt lắm. Mẹ không mệt đâu, mà vợ con đâu, cả bé Thảo nữa. Vợ con mới đi công tác sáng nay rồi mẹ. Bé Thảo thì đang chơi bên nhà hàng xóm. Tuần tới con cũng bận, không có người đón bé Thảo đi học, nên mới gọi mẹ lên nhờ mẹ đưa đón cháu đi học giúp chúng con. Mẹ hiểu mà, hai con cứ yên tâm, bé Thảo cứ để mẹ lo. Thảo ơi, bà nè con. Ba mẹ con đều bận việc nên bà đến đón con về. Hai bà cháu mình đi về thôi nào. Con không muốn, con muốn đi về bằng ô tô. Con muốn bà đón con chứ không phải bà nội. Nhưng ba mẹ con đang bận làm nên à. Con không muốn bà nội đón, lần sau bà đừng đến đón con nữa. Sao bà ăn mặc lạ thế? Ở đây con chẳng thấy có bà nào mặc như bà cả. Thôi con tự về được. Lúc nãy bà đi đón con đã nói gì làm bà buồn phải không? Bà đang đòi về quê kia kìa. Sao bà không đi đón con? Con chỉ thích đi với bà thôi. Con muốn được ngồi trên xe ô tô đi về, chứ không phải đi bộ với bà nội. Hơn nữa, bà ăn mặc lượm thượm thế, đến trường đón con, nhỡ đâu các bạn nhìn thấy rồi lại trêu chọc con, có một người bà quê mùa như vậy. Con không được ăn nói như vậy. Ba mẹ bận việc, bà đã cất công bỏ việc ở quê để lên đưa đón con đi học. Con chưa cảm ơn bà được một câu mà lại ăn nói như vậy à? Con không thích, con không muốn được bà đón. Thôi được rồi, con đi theo ba ra ngoài. Ba có cái này muốn cho con xem nè. Gì vậy ba? Ba mua quà gì cho con hả? Ba có món gì ngon cho con ăn hả? Ba có hai bát cơm ở đây, con chọn đi, con muốn ăn bát nào? Tất nhiên là con chọn bát này rồi. Sao lại mặn thế này hả ba? Lại cay nữa chứ. Con uống nước đi, rồi ăn thử bát này xem sao. Con cứ thử đi, một miếng thôi cũng được. Ôi, cơm ngon quá bà ơi, thịt cũng ngon nữa chứ. Ngon quá bà ơi. Con thấy trong hai bát này, bát nào cơm ngon hơn? Tất nhiên là bát này ngon hơn bà ơi. Còn bát kia, nhìn thấy mà mặn và cay lắm. Con thấy đi, hai chiếc bát, một thì cũ kỹ, còn một thì mới, đẹp. Nhưng cơm và thịt bên trong đó thì không giống nhau. Bát mới tưởng cơm ngon, nhưng thực chất lại mặn và rất cay. Trong khi đó, bát cũ thì cơm và thịt rất ngon. Con đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà vội đánh giá bát cơm có ngon hay không. Cũng giống như bà nội vậy, dù bà có ăn mặc tền toàn, nhưng bà là một người tốt, luôn quan tâm chăm sóc ba. Và bây giờ, bà nội lại từ quê lên để chăm lo cho con khi ba mẹ đi vắng. Trưa nay ở trường học, con đã đối xử không tốt với bà nội. Con có biết bà nội cảm thấy đau lòng và tủi thân lắm không? Dạ, con sai rồi. Con xin lỗi ba.
không chỉ có xin lỗi ba thôi. Con phải nói lời xin lỗi với bà. Bà bỏ cơm tối mà ngồi trên phòng một mình đấy. Chắc bà đang rất buồn lòng vì con. Dạ con biết rồi. Giờ con sẽ lên xin lỗi bà. Con cũng hứa với ba, từ giờ con không cư xử như vậy với bà nữa. Bà nội, bà cho con xin lỗi. Con đã cư xử không tốt với bà. Từ giờ con sẽ không làm vậy nữa. Ngày mai bà dậy đưa con đi học bà nhé. Ừ, nhất định bà sẽ dậy sớm để đưa con đi học. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.